Mình chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Ở Đâu Rẻ Nhất, kênh thông tin chuyên review và so sánh giá tất cả các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam hiện nay như Shopee, Tiki, Lazada và Sen Đỏ. Hôm nay mình rất vui được chia sẻ với các bạn một dòng sản phẩm mà rất cần thiết cho mùa Tết năm nay, đó chính là một mẫu áo khoác rất là đẹp. Khi Tết đến thì mình nghĩ rằng là bất kỳ ai cũng cần phải có một chiếc áo khoác dành cho riêng mình. Và mẫu áo khoác năm nay mà các bạn trẻ đang rất chuộng đó chính là mẫu áo khoác vest hai lớp. Đường link sản phẩm mình đã đặt bên dưới, nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hãy click vào đường link bên dưới nha. Đối với cái mẫu áo khoác này, các bạn có thể dùng để đi chơi Tết hay là đi gặp gỡ bạn bè. Và cách thiết kế của mẫu áo khoác này thì rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hai lớp nha, lớp trong và lớp ngoài, và dạng là áo khoác vest, nên nó vừa thể hiện được cái sự lịch sự, nó vừa tôn lên được cái form dáng của các bạn. Sau khi mình tìm hiểu qua các sàn thương mại điện tử đối với cái dòng sản phẩm này thì mình nghĩ rằng đây là một cái shop có được độ uy tín cũng như là cái mẫu mã sản phẩm, chất lượng sản phẩm đáng tin cậy để cho các bạn có thể tìm hiểu và mua hàng nha. Đây là một shop yêu thích trên Shopee nha các bạn. Mẫu sản phẩm là áo vest nữ hai lớp, áo blazer trơn, kẻ, tông màu lạ. Với 4.9 sao nè, 1,8 ngàn đánh giá và 3,9 ngàn sản phẩm đã bán. Rồi, mình sẽ xem một số hình ảnh nha. Đây là dạng áo khoác nè các bạn. Các bạn thấy cái form áo này nó rất là đẹp ha. Đây là mẫu ảnh nè. Nó không có thể hiện sự cứng nhắc khi mà chúng ta khoác một cái vest dạng như là vest công sở. Nó thể hiện được sự mềm mại, nó cũng thể hiện được sự trẻ trung năng động nè các bạn. Đối với các bạn nữ trẻ, các bạn sử dụng một chiếc áo khoác như thế này đi chơi hay đi làm thì nó cũng vô cùng hợp lý. Đó, cái màu sắc thì các bạn thấy cái màu sắc nó rất là tinh tế ha. Đặc biệt là mẫu áo khoác này nó có thêm cái dạng kẻ sọc này nè các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, đối với áo khoác dạng kẻ sọc như thế này, nó không có thể hiện được cái sự cứng nhắc, mà nó vẫn tôn lên được cái form dáng của các bạn. Đồng thời thì cái dạng áo khoác này nó rất là dễ mít đồ. Các bạn có thể sử dụng để đi chơi hay đi làm rất là vô tư nha. Đặc biệt là ở shop này họ cung cấp rất là rõ ràng, rồi có sẵn video cho các bạn xem luôn nè. Qua xem video thì các bạn có thể thấy rõ hơn về cái chất lượng vải ha. Đó, và cái mẫu mã người ta may như thế nào, đường chỉ như thế nào nè. Đối với những cái shop mà đưa ra những cái video như thế này thì họ phải chắc chắn được cái độ uy tín sản phẩm của họ, nên các bạn có thể an tâm được ha. Các bạn có thể thấy được sự linh động trong form dáng của mình khi sử dụng một chiếc áo khoác này. Sử dụng đối với dạng áo khoác hờ như thế này các bạn thấy cũng rất là tinh tế. Mà khi các bạn kết hợp với chân váy và áo thun bên trong, các bạn cũng thấy được nó rất là vừa vặn ha. Người mẫu ảnh nè, các bạn có thấy được sự tinh tế của nó hay không? Đó, rồi. Đây là hình ảnh của một mẫu ảnh đang mặc một chiếc đầm liền, nhưng mà khoác một chiếc áo khoác bên ngoài như thế này các bạn cũng thấy rất là sành điệu đúng không? Đó, rồi còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy tìm hiểu và mua hàng nếu có nhu cầu các bạn nha. Đặc biệt là chương trình giảm giá 24% nè, 210.000 còn về 159 cho đến 169.000 nè các bạn. Xem qua một số thông tin về cái chất liệu vải của cái dạng áo khoác này nha các bạn. Đây là vải vintage Nhật, hai lớp dày dặn đứng phơm, không nhăn, không nhầu và không ra màu. Đặc biệt là đối với cái chi tiết là không ra màu thì mình rất là thích nè. Khi mà mình mua một cái sản phẩm áo khoác hay là quần jean hay là áo thun mà có dạng màu nổi bật á, thì về các bạn giặt hay ra màu đúng không? Nhưng mà khi sản phẩm người ta đảm bảo không ra màu thì các bạn có thể yên tâm nha. Đây là cái thông số áo blazer trơn này các bạn. Mẫu trong ảnh là cao 1m6, 43kg, mang rộng thoải mái. Độ dài của áo là 68cm này các bạn. Chiều ngang của áo là 52cm. Dưới 55 cho đến 56kg tùy chiều cao nha các bạn. Những cái đánh giá của người mua đối với sản phẩm này như thế nào? Đánh giá 5 sao này các bạn, sản phẩm ok cực kỳ, áo dày dặn ha. Shop còn tặng kèm thêm lì xì, đóng gói cẩn thận. Đó. Mua sale 150k, shop giao hàng nhanh, áo đẹp lắm ạ. Áo đứng form, vải siêu dày dặn luôn, nhưng bạn nào bé người sẽ mặc xinh hơn nhiều. Áo vest xinh cực kỳ luôn mọi người ơi, resize nên mình thấy hơi rộng xíu so với mình. Đó, các bạn có thể thấy rằng những cái phản hồi của khách hàng về cái sản phẩm này thì rất là tốt rồi. Và mình cũng có thể hình dung ra được đối với cái mẫu ảnh như thế này và cái form người của mình có tương tự hay không, mình sẽ lựa chọn nha.
Sau khi review qua dòng sản phẩm này thì các bạn thấy đây là một mẫu sản phẩm rất cần thiết cho chúng ta mỗi dịp chúng ta đi chơi hay là chúng ta gặp gỡ bạn bè, và kể cả trong lúc chúng ta đi làm cũng rất phù hợp. Nếu các bạn cảm thấy có nhu cầu và cần thiết thì các bạn có thể xem đường link bên dưới tìm hiểu và mua hàng các bạn nha. Video chia sẻ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.